Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng B hatchback nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.5 sản xuất tại Thái Lan ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký cuối năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, phiên bản hatchback nhập khẩu chính hãng, màu đỏ cờ luôn quý vị bạn nhé. Rất là đẹp, option thì xe đã được trang bị là nội thất da, la răng đúc, điều hòa tự động. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Rất là đẹp luôn quý bạn ạ, chiếc xe lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Nội thất thì rất là đẹp và ngoại thất thì cũng rất là mới. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần, trước tiên là xem về cái phần ngoại thất, tức là phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ, màu đỏ cờ và nước sơn nguyên bản theo xe cũng còn rất là nhiều. Đấy, nhìn một vòng quanh xe là chiếc xe này là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Nền nước sơn còn rất là căng, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp, rất là mới đây quý bạn này. Đấy, dàn lốp thì là hai lốp sau là còn nguyên bản, còn lốp trước thì đã thay rồi quý bạn nhé. Lốp trước chủ xe vừa mới thay này. Đấy, chủ xe vừa mới thay lốp Michelin. Lốp trước này là chủ xe thay từ năm 2020. Đấy, dàn lốp thì là đã thay đôi lốp trước rồi, lốp sau nguyên bản theo xe. Và đây là nhìn về cái phần ba đờ sốc trước thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn cũng nguyên bản theo xe và còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhá. Đèn để chưa có xước sát, vẫn còn rất là mới. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 339 triệu đồng quý vị các bạn nhé. 339 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris 2011 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và về phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris 2011 phiên bản 1.5 số tự động ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 339 triệu đồng quý vị các bạn nhé. 339 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris 2011 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video trực tiếp ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.